Dạ chào chị, hôm nay chị cần em tư vấn thêm cái gì nữa ạ? Chị cần em đổi giúp chị những cây nuôi sẵn trái trong chậu giống như đợt rồi đó em. Dạ vậy để em dẫn chị đi xem nha. À, sẵn trên tay em đây là cây tắc thải vỏ ngọt. Cây này chỉ cao dưới 50 xăng là đã có thể cho trái rồi. Em ơi, cái giống nho này là giống gì vậy em? Lần đầu tiên chị thấy một cái cây nho lùn như vậy mà cho trái trong chậu luôn á. Dạ, đây là một trong những giống nho mới tại Hoàng Long Garden trồng chậu mà cho trái được đó chị. Với dạng cây này vườn đã dưỡng ổn định tại thành phố Hồ Chí Minh cho nên đem về là có thể leo tràn tốt rồi đó chị. Đây là cây quýt đường vườn dưỡng sẵn đang cho trái trong chậu. Nhìn thì thấy ưng mắt rồi đó em, nhưng mà chị nhớ là cây quýt lớn thì mới cho trái ổn định. Cây này khá là nhỏ thì liệu có giữ trái tốt không em? Chỉ có dạng cây ghép trồng chậu mới có thể nhanh trái được như vậy. Và đặc biệt là vườn em không có dùng bất kỳ biện pháp kích trái nào, cho nên là chị yên tâm trồng nha. Dòng này là táo Thái, cây cho hoa trái quanh năm luôn. Cỡ cây này là đủ tuổi cho hoa trái ổn định rồi ạ. Dòng này không có gai cho nên là rất phù hợp trồng ở nhà có con nhỏ đó chị. Và em giới thiệu cho chị một giống mận mới tại vườn em. Mận trắng sữa trái to. Giống mận trắng sữa trái to này nó khác gì giống mận trắng sữa thông thường em? Dạ khác nhiều lắm chị, trái có kích thước to gấp đôi mận trắng sữa thông thường. Về vị trái thì có vị ngọt thanh nè, tươi mát và giòn xốp cực kỳ ngon luôn chị ạ. Chị thấy trái nó còn nhỏ quá à. Không biết là khi mà nó trưởng thành rồi thì có giống những gì em nói hay không? Dạ chị yên tâm nha, bên cạnh việc đồng hành hỗ trợ tư vấn cho mình trong suốt quá trình trồng, bên em còn có chính sách đảm bảo chọn giống, chọn đời cây cho mình. Trong quá trình trồng cây ra hoa trái không đúng giống, sắp em sẽ hoàn đổi đền bù ngay. Ok, chị em đóng gói cho chị cái này luôn nha. Dạ vâng.